Vào ngày 26 tháng 8, tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã tiếp đoàn đại biểu do tranh án Toàn nhân dân tối cao Cuba, ngài Ruben Jimizo Ferro dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình khẳng định mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Cuba là một mối quan hệ đặc biệt, sâu sắc, thủy chung và ngày càng được thắt chặt. Đảng Cộng sản và Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ mạnh mẽ, sự giúp đỡ nhiệt tình của Đảng Cộng sản và nhân dân Cuba dành cho Việt Nam trong suốt thời gian đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa. Phó Thủ tướng Trung Hòa Bình nhấn mạnh, Việt Nam luôn ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Cuba anh hùng, tin tưởng rằng đường lối cập nhật hóa mô hình phát triển kinh tế xã hội sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới vì lợi ích của nhân dân Cuba, vì mục tiêu cao cả của chủ nghĩa xã hội. Trái án Tòa nhân dân tối cao Cuba cho biết, hiện nay ngành tư pháp của cuba đang có hợp tác chia sẻ và học hỏi nhiều kinh nghiệm hữu ích từ phía việt nam và hy vọng các chuyên gia của việt nam sẽ tiếp tục ủng hộ giúp đỡ trong thời gian tới cuba vừa có hiến pháp mới và đang hoàn thiện nên rất trân trọng các hoạt động giao lưu học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau giữa hai nước trong lĩnh vực này theo ông cuba đang đối mặt với tình hình cấm vận từ phía mỹ nên gặp khó khăn trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước tuy nhiên người dân cuba sẵn sàng đối mặt với những áp lực để tìm ra con đường phát triển đưa đất nước đi lên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình mong rằng việc cải tổ hiến pháp của nước Cộng hòa Cuba sẽ giúp Cuba sớm đạt được mục tiêu theo đuổi con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, thúc đẩy đầu tư nước ngoài, chuyển đổi cơ cấu kinh tế hỗn hợp và hiện đại hóa xã hội Cuba. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn ủng hộ mạnh mẽ sự hợp tác hữu nghị giữa hệ thống tòa án hai nước, thể hiện qua bản ghi nhớ hợp tác ký kết vào tháng 9 năm 2013. Việc mở rộng quan hệ hợp tác xuống các tòa án địa phương đã thắt chặt hơn mối quan hệ hợp tác chung đáp ứng nhanh chóng và kịp thời yêu cầu của tòa án cấp tỉnh của hai nước trong việc trao đổi chia sẻ thông tin về hoạt động tư pháp và pháp luật. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh, Việt Nam sẵn sàng chia sẻ với Cuba những bài học kinh nghiệm cả thành công và thất bại trong lĩnh vực này để Cuba có thêm nguồn thông tin tham khảo, thực hiện tốt mục tiêu cải cách mà đảng và nhà nước Cuba đặt ra một cách hiệu quả, nhanh chóng.